Bữa hôm đó em với ba em đi tìm sâm. Đi từ nhà tới chỗ nó khoảng 7-8 tiếng. Xong thấy được một củ sâm. Một củ sâm rồng, sâm rùng, sâm tự nhiên. Lúc đầu em chưa đã đào lên, tưởng mô hình nhỏ, xong em đào lên thấy cái củ sâm nó to. Em thấy đây là củ sâm to nhất từ trước tới giờ em chưa thấy lần nào luôn. Ông già em nói củ sâm đi chắc phải trên 100 năm. Sợ lắm chứ, mấy của họ nghe tích rồi mà tới đây đau ốm cái chi cũng xuống xuống nhà này, gần chết cũng xuống nhà này, chết cũng xuống nhà này. Dạ, đúng rồi, như trên mặt đất à, cái này đây mặt độc về cũng độc thiệt nha. Đây là em thấy lùi như cái lá ở đây rồi, cái này cái lùi lên nha, đây nằm dưới đất nha. Alo sơ sơ nhưng mà cũng có hơi nhỉ. Đâu cũng làm thế. Anh năm đi. Sưu tập thơ này sẽ được phát hành vào tháng sau. Mình phải cọc cái dây này lại. Chả ra hả? Đó, bị chụp ăn rồi đó. Sợ anh gần đi ra luôn. Sát chụp trên nữa về. Em bao nhiêu về em báo mày. Dạ. Em báo mày. Em đã giá với anh bưởi rồi. Dạ. Bán rẻ không mà. Rẻ à? Dạ. Khủng luôn. Alo. Dạ, bốn củ một lần. Cái này củ hiếm lắm, tại vì mùa này không đâu có hộp mà. Chứ hồi năm dạ, hai củ một lần trừ 50. 50 triệu một ký. 50 triệu một lần, còn 50 triệu một ký. Một lần trừ tì. Đây, tắt đi con. Hay nhỏ nhỏ xuống một chút đi con. Ba em mình nhổ này. Là cậu đâu. Cậu ta toàn trêu chọc cậu. Nó nhiều vậy. Chắc là tổng để tăng nữa. Chỗ mà em mà tìm được cái rừng già cũng có cái cây, có mấy cái cây thông rất to, và lại chỗ hắn mà ở có dốc dốc một xí, bên trên thì bằng còn bên dưới thì có thác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế là trong thời gian. Mơ thì chỉ là mơ, mà không thể thành hiện thực. Nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ như cái giấc son này thì tốt biết bao. Theo như lời chú nói, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rồi ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức. Nhưng nếu ngày nào cũng gặp mặt nhau, thì tình cảm đơn giản này đến bao giờ mới có thể? Rồi. Bây giờ nó sản xuất liên tục, ngày nào cũng sản xuất, ngày nào cũng sản xuất. Đó là cái máy in tiền đấy. Đi chỗ nào mất cây đấy à? Vì là cơ bản chơi thật chứ là. Cháu ngừng lao lại được rồi đó. Dạ. Sạch sẽ tới nỗi không còn thấy kiến đâu hết á. Có món cảm giác đậu thơm ngon gì hết bộ dữ. Chú Vũ có lo không? Không. Cô sẽ kinh cũng đương nhiên là vậy rồi. Nhớ làm cho tốt đó. Nếu không thì cô sẽ đuổi ra khỏi nhà cho coi. Cô à. Dạ, mình sẽ đậu mà. Dạ, nhóm like đó. Chụp lên vậy đó. Hả? Giờ còn sớm, cậu đi ngủ lại đi ha. Chứ còn ngủ không? Má hả? Má đau gì vậy? Mình là chính mình nên chúng ta phải bắt đầu xây lại Trung Quốc. Nó thật. Ở đây có sự sống và chắc chắn mọi người đã phải thay đổi. Chúng ta kiếm vào, chúng ta thường chỉ có thể nhận được những người khóc khóc hay chưa vẫn được. Bánh bao lấy lại hư rồi. Bánh bao lâu rồi. Thế bà mua cái kia thì bà mua cái máy này. Nha. Thế kia đi con đã nắng rồi, tôm nó hấp xuống chết mất rồi. Dạ, bánh bao rồi. Chưa kịp mọc nó đã bán rồi thôi. Thì nó tùy. Mưa hả? Mưa lấy này. Thường như gì vô lý trời đất này.